Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì chùa Từ Quang, kính thưa đại chúng Phật tử hiện diện, sáng hôm nay là một ngày quân tu của đạo tràng hàng tháng. Lời đầu tiên, trong mùa Vu Lan tháng 7 này, thầy được gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe, có được một ngày bình an và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng hôm nay quý vị có khỏe không? Khỏe dữ không? Quý vị khỏe mà thầy mệt. Hôm nay chúng ta gặp lần này đó là 3 lần đúng không? Lần nào cũng về đây cũng bị cảm hết. Mấy ngày nay, trong cái mùa Vu Lan năm nay rất là bận rộn, công việc nhiều, rồi đi về bị mắc mưa cho nên bị cảm. Cho nên hôm nay quý vị chúng ta ngồi nghe Pháp, chúng ta cố gắng giữ im lặng để chúng ta lắng nghe. Bởi vì hôm nay cũng ráng để mà nói chuyện với quý vị. Thưa tất cả đại chúng, năm nay chúng ta được cái nhân duyên gặp trong cái mùa Vu Lan tháng 7 của năm 2019 này, thì thật là một cái điều hạnh phúc lớn nhất cho người tu của chúng ta. Chúng ta còn được diễm phúc, còn được những hy vọng, còn được những may mắn. Chúng ta được cài lên trên ngực của mình một bông hồng đỏ, và chúng ta hãnh diện còn có mẹ, và chúng ta ngậm ngùi chua xót cài lên ngực của mình một bông hồng trắng là chúng ta đã mất mẹ. Trong đây các vị Phật tử đều đã lớn tuổi, chắc có lẽ đã mất mẹ là phần đông. Chỉ có những em nhỏ còn đầy đủ cha mẹ, đó là một điều hạnh phúc lớn nhất. Mà đôi khi, nhiều lúc có những em nhỏ lại mất cha mất mẹ từ lúc bé khi mới chào đời, vì cha mẹ gặp sự cố tai nạn gì đó cho nên cũng không còn cha còn mẹ từ thuở nhỏ. Chúng ta được hạnh phúc, chúng ta được bên vòng tay yêu thương của cha mẹ đến 50 năm, 60 năm. Có khi cha mẹ chúng ta đã ngoài 90 mà con 70 thì cũng vẫn gọi là cha mẹ. Cho nên chúng ta được hạnh phúc, may mắn, chúng ta được thiên nhiên ban tặng cho chúng ta được người mẹ lý tưởng giữa cuộc đời ngang trái nghịch cảnh này. Đó là một niềm hạnh phúc lớn nhất mà hôm nay trong lễ Vu Lan năm 2019 này, chúng tôi xin được chia sẻ đến với tất cả quý vị qua chủ đề Con Muốn Gọi Mẹ. Con muốn gọi mẹ. Có những người muốn gọi mẹ mà không được. Muốn gọi mẹ mà không được. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ đã mất từ khi con mới lọt lòng rồi. Vừa qua quý vị chúng ta biết rằng ở chùa của thầy dưới mới vừa tổ chức xong lễ Vu Lan, cũng lấy chủ đề con muốn gọi mẹ. Có nhiều em nó vô nó hỏi chứ tại sao thầy lấy chủ đề con muốn gọi mẹ. Mẹ muốn gọi thì gọi, chứ có gì đâu phải muốn mới gọi. Không phải. Có nhiều vị muốn gọi mà không gọi được. Nên như bây giờ chúng ta ngồi trong cái pháp hội như thế này,
mà mẹ chúng ta mất rồi chúng ta muốn gọi có được không? Không bao giờ. Chúng ta muốn gọi cũng không gọi được. Chúng ta kêu hai tiếng mẹ ơi, như lúc mà mẹ còn khỏe, chúng ta vẫn không gọi được, không kêu được. Bây giờ chúng ta có kêu thì mẹ cũng không nghe, mẹ cũng không biết, mẹ cũng không hay. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ đã ngủ say trong lòng đất lạnh với nghìn năm vĩnh biệt rồi. Cho nên bây giờ chúng ta muốn gọi cũng không gọi được. Cho nên cái giao tục ngữ Việt Nam chúng ta rất hay: còn cha còn mẹ thì hơn, mất cha mất mẹ như đàn đứt dây. Có phải không? Còn cha còn mẹ thì chúng ta còn tất cả, mà cha mẹ mất rồi thì tất cả đều sẽ không còn. Sợi dây đàn mà nó đã đứt đi rồi, cho dù quý vị có nói lại, nó cũng không hay bằng lúc ban đầu khi chúng ta khải tiếng đàn lên. Cũng ví như lúc cha mẹ chúng ta còn sinh tiền, còn sống, mà chúng ta không biết quạt nồng áp lạnh, không biết lo lắng phụng dưỡng, thì đến khi cha mẹ chúng ta đã qua đời mất rồi, lúc bây giờ chúng ta hối tiếc. Có nhiều vị thờ ơ với những cái tình cảm đó, mà trong kinh Đức Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đức Phật Chúa chúng ta cũng từng là một con người có cha và có mẹ. Cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là Hoàng hậu Ma Gia. Thì Ngài cũng từng có cha có mẹ, và cũng từng báo hiếu song thân. Hành đạo như thế nào Ngài mới chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là quả vị Phật. Cho nên đạo Phật là gốc đạo hiếu. Chúng ta phải hiếu kính với cha mẹ, thì giữa cuộc đời này chúng ta làm bất cứ công việc gì, nó cũng luôn luôn gặp những điều suôn sẻ, và không gặp những cái chướng duyên nghịch cảnh giữa cuộc đời ngang trái này. Thì mong rằng hôm nay sau khi chúng ta nghe bài pháp này, ai còn cha còn mẹ thì quý vị nên cố gắng phụng dưỡng tôn thờ, để mai này lỡ chúng ta không còn cơ hội để mà báo đáp cái thâm ân đó. Trong kinh Đức Phật có dạy 10 công ơn lớn nhất đối với cha mẹ của chúng ta. Ơn thứ nhất là giữ gìn mạng sống cho thai nhi, tức có nghĩa là thân người khó được, mà khi chúng ta không dễ gì được làm thân con người giữa cuộc đời phong ba bão tố này, chúng ta không dễ. Như bài giảng vừa rồi kỳ trước chúng tôi có chia sẻ với đại chúng đó, không dễ chúng ta làm được kiếp con người đâu, khó lắm. Mà quý vị muốn làm thân súc sanh rất dễ, dễ vô cùng. Mà chúng ta muốn được làm kiếp người không phải chuyện đơn giản. Mà chúng ta làm kiếp người được lục căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân khẩu ý vân vân, lại một điều khó hơn nữa. Cho nên không phải dễ mà ai cũng được làm kiếp người. Thì ơn thứ nhất đó, Đức Phật dạy có cái thân này cũng là do người mẹ. 9 tháng cô mang, 3 năm bồng ẩm. Cái thai lúc ban đầu nó mới vừa tượng hình, thì quý vị thấy người mẹ đau khổ như thế nào. Phải kén ăn, mất ngủ, cũng vì cái thai này mà ra. Cho nên lúc mà mẹ mang thai đó, thì trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy không nên sát sanh, không nên hại vật.
phải giữ gìn cái mạng sống, đó là mạng sống của thai nhi, là chúng ta phải phóng sanh, phải ăn chay, phải làm phước, thì mong đến ngày mẹ lâm bồn, mẹ tròn con vuông. Còn bằng không, có khi những người mẹ đang trên giường sanh, chuẩn bị sanh mà lại chết rồi. Có khi con chết trong bụng mẹ, có khi con vừa chào đời khóc, mẹ cười xong rồi nhắm mắt ra đi. Có nhiều cái hoàn cảnh rất đáng thương, nhưng mà chúng ta không nói được, bởi vì đó là cái nghiệp của mỗi người nó khác nhau. Cho nên cái ân thứ nhất phải giữ gìn mạng sống. Quý vị chúng ta nhớ, thường á, trong gia đình á, mà vợ của mình khó có mang thai, rồi khi mà được thụ thai đó thì vội mừng, bắt đầu là chung vui, ăn tiệc, giết gà, trâu, dê, vịt, vân vân, để mừng. Mừng là hôm nay vợ mình đã có mang. Nhưng mà đâu có biết bên cạnh đó là những cái chuỗi ngày đen tối nó đeo đến với chúng ta. Mà hầu như thế gian đa số 99% là như vậy. Còn 1% quý vị thấy nó mong manh lắm, hiếm lắm, hiếm ai gặp được như vậy lắm. Trừ khi cha mẹ của đứa bé này là phước báo đầy đủ, nhân duyên thù thắng, hiểu đạo, biết đạo, thì đứa con này sẽ được nhờ. Còn mà cha mẹ mà đang chung vui ham muốn rồi, thì bây giờ bất chấp tất cả để mà làm những cái việc phi pháp như thế, thì chúng ta thấy sau khi con của mình sanh ra có người èo uột, có người thì khó nuôi, ta gọi là con cầu con khẩn, rồi phải vọng bàn hương án, phải cầu cho mẹ tròn con vuông. Nhưng mà quý vị quên rằng trong lúc đang có mang dạ chữa mà đi đập đầu cá sát sanh để lấy những cái thực phẩm đó để cung cấp cho người sản mẫu ăn, như thế thì tính theo luật nhân quả, tính theo vấn đề giáo lý của nhà Phật, đúng hay sai? Sai hoàn toàn, sai hoàn toàn. Thường mà vợ có mang như vậy, chồng cưng lắm, bên gia đình chồng cũng cưng lắm. Bởi vì sao? Bởi vì người ta trông có một đứa cháu đích tôn mà, cho nên người ta tẩm bổ ghê gớm lắm nếu gia đình khá giả. Còn nếu gia đình nghèo thì lấy gì tẩm bổ đây? Lấy gì tẩm bổ? Cũng phải cơm gạo bình thường thôi, chứ không có được tổ yến hay là những cái thứ mà cao lương mỹ vị sang trọng khác, không có. Cho nên ân thứ nhất là giữ gìn mạng sống để có được đứa con chào đời tốt đẹp. Ân đức thứ hai mà người mẹ phải chịu đau đớn cùng cực khi sanh nở là cái ân đức này, quý vị biết, đau đớn vô cùng. Mẹ sanh con cu mang 10 tháng, cực khổ giường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặn vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Mang thai rồi quý vị biết không ăn gì được hết. Ăn cái gì mà đứa bé này nếu mà tốt đẹp đó thì ăn những cái thức ăn mà tinh khiết, giống như ăn chay vậy đó, vào thì nó không sao. Còn mà đứa bé này là bình thường mà ăn như cá thịt đồ vô đó thì tự nhiên cái muốn ói trong người nó rất là khó. Uống nước ấm vô, uống nước lạnh vô, đứa bé cũng lại khổ. Ấm thì nó co ra, lạnh thì nó thun lại. Nó rất là đau khổ về cái hình tướng của thai nhi. Cho nên ân đức thứ hai mà người mẹ phải chịu đau, chịu khổ để cho con chuẩn bị chào đời. Ân đức thứ ba
là mặc dầu vì con mà mẹ phải chịu mọi đớn đau, đến khi vừa sinh con xong có thể quên hết khổ nhọc. Có đúng không? Khi đang lâm chuẩn bị lâm bồn chuyển dạ, thì khi sanh con ra xong rồi, thì lúc bấy giờ gia đình và người mẹ đều bớt đi cái khổ nhọc, cái khó khăn trước khi cái cảnh thập tử nhất sinh. Ân đức thứ tư, cha mẹ là luôn tự chọn lấy phần cay đắng khó nhọc, nhường phần ngon ngọt để cho con của mình. Thời buổi bây giờ chúng ta thấy, lúc chưa những người con mà theo chúng ta chưa có gia đình đó, thì còn săn sóc phụng dưỡng cha mẹ tốt đẹp lắm. Đến mà khi có gia đình rồi nó chỉ biết con vợ nó thôi. Rồi khi có con nữa thì nó chỉ biết thêm con nó nữa. Rồi hai ông bà này coi như ra rìa bỏ qua một bên. Đây là điều đang cuộc sống chúng ta đang diễn ra từng ngày đó. Tôi nói đúng không quý vị cười? Cái này là có, chứ không phải chúng ta dựng chuyện bịa chuyện lên mà nói. Có một lần chúng tôi đi cái đám ở Cần Thơ. Người mẹ này có 5 người con. Mà 5 người con này đã khôn lớn trưởng thành hết rồi. Có gia đình, có con, có con luôn, có cháu nữa. Thì nó thỉnh xuống cúng cái lễ cầu an cho gia đình. Thì cái thằng con thứ tư đó, con trai đó, 3 trai 2 gái. Thì cái thằng con thứ tư đó, bà cụ thầy thấy là buổi sáng ngồi phía trước á, ghé sớm lắm, hỏi bà cụ, hỏi cô ăn gì chưa. Bà cụ trả lời sáng giờ con chưa ăn gì. Nói sao mấy đứa trong nhà nó không lo hay sao? Rồi sáng nó lo cho vợ con nó trước, rồi nó mới lo cho con. Thì đường đột cái thằng con thứ tư này nó đi mua cái bịch phở về cho đứa con của nó. Nó vô nó trút ra, rồi nó đút cho con nó ăn. Trong khi đó mẹ nó ngồi nhìn con của mình đút cho đứa cháu ăn, mà mẹ của mình chưa có một cái gì trong bụng hết. Tôi thấy cái cảnh đó tôi cũng hơi chạnh lòng. Ít nhiều gì cũng phải có một tiếng hỏi, à, mẹ dùng gì chưa? Sáng giờ có ai cho mẹ ăn gì chưa? Còn đằng này nó đút cho con nó ăn, rồi con nó vung vãi khóc lóc không chịu ăn. Mà trong khi mẹ ngồi nhìn con của mình đang lo cho cháu như vậy, nếu quý vị đổi ngược lại, chúng ta thấy có buồn không? Buồn không quý vị? Buồn. Buồn lắm. Nhưng mà bà cụ này phải rất là hiền, không có nói gì hết. Có cho ăn. Bởi vì sao? Bởi vì bà cụ bị tai biến, nhưng mà còn đi được. Lúc nào nó cho ăn thì nó đem lên, còn lúc nào mà nó không cho ăn thì thôi, bà cũng không kêu, không gì hết. Chúng ta thấy ân đức thứ tư mà của những người mẹ kính yêu dành cho con là như vậy. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn. Trong khi con thức giấc mà con đi tiểu tiện trong người, thì chỗ đó nó ướt rồi, mẹ mới bế sang một cái nơi khô ráo. Mẹ nằm cái chỗ ướt đó, mẹ để cho con nằm cái chỗ khô, để cho con có giấc ngủ tốt đẹp. Nhưng mà khi con khôn lớn trưởng thành rồi đó, con quên đi cái ân tình mà mẹ đã dành cho con những lúc con còn tấm bé. Ân đức thứ năm mà Đức Phật dạy, luôn nhường cho con
những gì tốt đẹp nhất. Ân đức thứ sáu của cha mẹ là vất vả nuôi dưỡng, dạy dỗ cho con. Khi con vừa chập chững biết đi thì cha và mẹ là người dạy dỗ cho con đầu tiên. Dạy cái gì? Quý vị, dạy cái gì mà quý vị thường dạy con của mình? Nè, con gọi đi. Mẹ ơi, ba ơi. Có phải không? Đâu có dạy gì khác nữa. Nếu mà con nó biết nói bập bẹ được hai tiếng mẹ ơi, ba ơi, quý vị mừng lắm. Quý vị rất là vui. Cho nên cái ân đức thứ sáu là cái ân đức cha mẹ vất vả để nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái của mình. Con có té ngã vấp đau thì cha mẹ cũng là người đỡ con lên, đỡ con đứng dậy. Rồi bây giờ mình khôn lớn rồi đó, đến khi mình đi lỡ mình vấp ngã té rồi đó, có ai đỡ mình lên không? Không, tự mình đứng lên. Có nhiều vị lớn tuổi đi vấp ngã té ngoài đường, người ta còn làm ngơ chạy luôn nữa kìa, không dám đứng đỡ đứng lên. Cho nên bây giờ mình có lỡ vấp ngã, có té nằm lăn trên đất, cũng không có cha mẹ đỡ mình đứng lên. Lúc bấy giờ chúng ta thấy hối tiếc vô cùng khi cha mẹ chúng ta không còn nữa. Ân đức thứ bảy là cha mẹ giặt đồ cho con, phóng uế những gì mà con đi đại tiện. Lúc con bệnh, cha mẹ không hề than trách, cũng không hề là chê đó là dơ, đó là hôi thối. Cha mẹ không có chê mấy chuyện đó. Nhưng mà bây giờ con cái mà lo cho cha mẹ đó, chỉ có cái tắm thôi, hoặc là giặt giũ thôi, cũng cằn nhằn đủ thứ chuyện hết, khổ vô cùng. Cho nên con mà có đau ốm đó, cha mẹ là người đứng ra săn sóc chu đáo cho con, phải ngồi đầu cạnh giường bệnh để mà trông con của mình mau hết bệnh, để trở về với gia đình vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Suốt đêm con ngủ ngon lành với giấc ngủ êm, còn cha mẹ phải ngồi chầu chực bên chiếc giường với người con đang lâm bệnh. Cho nên cái ân đức thứ bảy là cái ân đức lớn nhất mà cha mẹ lúc nào cũng luôn hướng về con, không sợ những dơ bẩn để lo cho con. Ân đức thứ tám là mỗi khi mà con đi xa nhà, cha mẹ đều trông ngóng con về từng ngày, từng phút, từng giây. Nếu nói đến cái này thì chúng tôi chia sẻ với đại chúng có một câu chuyện. Tôi chỉ nói trong cái phạm vi là hiếu thảo thôi, chứ mình không nói đến nhân quả. Tất nhiên người này và người đó có nợ với nhau hay không. Con bé này, hai vợ chồng anh chị này sanh ra hai đứa con. Đứa con gái này đầu lòng lớn và đứa sau là đứa con trai. Thì đứa con gái này lớn tại vì do cái sự mà nuông chiều quá mức, thương con mà. Chúng ta phải nhớ thương cho roi cho vọt, chứ không phải thương con rồi cái gì á mình cũng lo, rồi cái gì mình cũng chiều hết, đến nỗi nó sai, nó hư, nó quấy mình cũng chiều là không được. Đây là cái điều mà cấm kỵ. Thương phải cho đúng. Thì nó đã lớn rồi, bây giờ nó đi học xong nó đi với bạn bè nó nửa đêm mới về, mà con gái đó có khi ngủ lại ở nhà bạn luôn,
không về nhà. Rồi cha với mẹ nó nằm nhà phải thức phải canh. Mà trong khi thằng con trai này rất là có hiếu mà rất là dễ thương. Cho nên đừng có ai nghĩ là thích sanh con trai để nói dỗi tông đường, rồi đừng ham, đừng bỏ con gái. Tội lắm nha quý vị. Đôi khi mình phải hiểu rằng đứa nào có hiếu với mình, đứa nào nữa sau này là người lo lắng cho mình. Đừng có ham trai ham gái. Trai hay là gái gì cũng là con của mình cả. Nhưng mà cái tinh thần người Việt Nam chúng ta nó đã ăn sâu len lỏi vào cái phong kiến, cho nên trọng nam khinh nữ. Hãy sanh ra con trai là thích lắm, mà sanh con gái là hình như là mấy ông nam là không có chịu. Nhưng mà đâu có biết chừng là nửa tương lai sau này nó là người lôi đầu đập cổ mình. Đâu có biết tương lai sau này mình phải khóc, phải chịu nhiều đau đớn vì những đứa con vong bội này. Cho nên đừng chọn lựa nhé, nhớ. Sanh trai hay gái gì, đó là con của mình, đó là giọt máu của mình sanh ra. Thì mình hãy biết yêu thương lấy. Đừng có nghĩ là sanh con trai ra rồi sau này nó khôn lớn nó sẽ lo mình. Và cũng đừng có nghĩ sanh con gái ra sau này nó khôn lớn sẽ lo cho mình. Thôi thì mình sanh nó ra rồi nuôi nó khôn lớn trưởng thành đi, rồi mình thủ cái thân của mình. Cho nên bây giờ có nhiều vị lớn tuổi người ta khôn, người ta để dành ta hậu thân riêng. Có nhiều vị tội nghiệp lắm, đem gửi chùa: thưa thầy, nữa con có mất á, thầy làm đám giùm con nha. Tôi hỏi tại sao con cái nhà sống được. Thôi, chưa chắc gì nó làm theo tâm nguyện của con đâu. Nó sẽ giành giật đủ thứ chuyện hết. Đúng y chang. Vừa tắt hơi thở thôi, tối nó lại mới liệm vừa xong tối là nó bàn súng lại anh chị em là bắt đầu làm nó chia. Căn nhà này chia làm mấy, bán ra chia làm mấy, miếng đất kia chia bao nhiêu người, đủ thứ chuyện hết. Rồi bây thời buổi bây giờ thì cha mẹ nhiều khi có cái nhà không đâu có đất đai như ngày xưa đâu. Đi bán nhà chia. Quý vị thấy mệt không? Mệt. Chồng là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Vậy đó mà có nhiều người á, con cái mình nó khôn lớn bắt đầu cái suối nó lấy chồng, suối nó lấy vợ. Không lấy chồng, không lấy vợ bắt đầu ngồi nó buồn, cái bệnh, cái làm eo, làm sách với nó. Bây giờ mày không lấy vợ, không lấy chồng phải không? Tao tự giận tao chết cho mày vừa lòng. Tới chừng khi nó lấy rồi á, có chuyện nó về nó cũng kiếm mình. Lúc bây giờ mình than: tao biết lúc đó tao không cưới, không gả cho mày. Mày cũng mình không? Tất cả đều là cũng do nơi mình không? Nhưng mà tụ trung lại, đó là tình cảm của cha và mẹ dành cho con là như thế. Thì con bé này nó đi sáng đêm như vậy á, tới chừng khi nó về nhà nó ngủ, cái nó la lên nó ma đè. Mà đi sáng đêm không ai đè, mà về nhà ngủ cái ma đè. Riết rồi vợ chồng chịu không nổi, phải gửi lên cái trung tâm để dạy dỗ nó. Nhưng mà cái anh này quá ư là thương con, cưng dữ lắm. Cái ngày mà đưa nó đi, hai chồng trốn ở trong phòng để cho mấy cái người trên đó, thầy cô giáo trên đó xuống mà bắt đưa đi, mà đứng phía trong mà phải nuốt lệ để mà tiễn con đi. Nhưng mà không bao lâu hết thì thời gian gần đây mới đem về. Mới đem về. Rồi gia đình mời thầy lên cúng cầu an trên gia đình. Thì vừa cúng vừa xong cái nó la ở trên phòng á, cái nó chạy xuống lầu á, nó mẹ mẹ ma mới đè bóp cổ con nữa nè. Tôi hỏi quý vị, ma nào ban ngày ban mặt cũng đè, mà ma nào cũng rảnh lúc nào cũng đè nó hoài vậy? Lâu lâu thôi chứ đâu có hoài. Mà cha mẹ nó đi tin, cha mẹ nó nghe lời nó, bởi vì quá thương con, thấy con như vậy sợ. Điện thoại xuống hỏi thầy, thầy nói không có ma cỏ nào hết. Ma nào ban ngày ban mặt mà đè mà bóp cổ, mà một đêm làm mười mấy lần, con ma đó chắc cũng rảnh vậy. Quý vị nghĩ có phải không? Ma nào đè một lần thôi chứ làm gì mà đè bóp cổ hoài, mà tao nói đêm nào cũng vậy hết, mà một đêm có khi mười mấy lần.
Ma này lúc còn sống coi bộ cũng nghịch ngợm dữ à. Cái vấn đề đó mình nghĩ là nó có nói dốc nói láo hay không có đó mình không biết. Nhưng mà cái tình thương của cha mẹ dành cho con quá là rộng lớn bao la. Mất ăn mất ngủ với nó rất là nhiều. Đó là cái ân thứ 8 mà mỗi con đi xa, mỗi lần con đi xa, đi làm xa hay đi đâu xa, cha mẹ đều trông con về, trông mà đến nỗi mỏi mòn luôn. Trông mỏi mòn. Ân đức thứ 9 là cha mẹ tự nguyện chịu khổ thay cho con và luôn thương yêu, tha thứ cho con tất cả. Ân đức này là ân đức rộng nhất mà trong kinh Đức Phật dạy. Câu chuyện này cách nay 12 năm. Cái cô này là một giáo viên. Cô có thằng trai duy nhất à. Thì lúc đó chúng tôi còn đi học. Cô về chùa tụng kinh hàng đêm, không phải là Phật tử nhưng mà người ta vẫn đến chùa tụng kinh hàng đêm. Hàng đêm bình thường cúng xong thì cổ lặng lặng đi về, không nói tới ai, mà vô chùa cũng ít nói chuyện tới ai, gặp với thầy xá chào rồi thôi. Thì đến khi mà Du Lan tháng 7 của năm đó, tôi nhớ không nhầm là năm 2009, thì cổ ngồi cổ tụng đến cái đoạn kinh Vu Lan đó. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo 10 tháng trường chu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gớm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lai. Thứ tư ăn đắng nuốt cay, để dành bùi ngọt đủ đầy cho con. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ước mẹ nằm khô ráo phần con. Thứ sáu xuống nước nhai cơm, miệng con no ấm chẳng nhồm chẳng ghê, vân vân. Cô đọc đến đó tự nhiên hai hàng nước mắt cổ nó rơi xuống. Tôi ngồi bên đây, cô ngồi bên kia, tôi nhìn qua tôi thấy mà cổ thúc thích vậy thôi. Mà mùa Vu Lan quý vị biết tụng kinh nguyên cái tháng 7 buổi tối mà. Mà đêm nào cũng vậy hết. Lúc đầu thì mình cứ nghĩ là chắc con gì nó bay vô mắt cổ thôi. Nhưng mà tôi thấy đêm nào cũng vậy hết. Thì đến đêm thứ ba tôi mới hỏi cô, tại sao đêm nào mà cô tụng kinh hôm nay thầy thấy đêm nào cô cũng khóc hết là sao vậy? Thì lúc bấy giờ tôi nhắc đến đó cô còn khóc nhiều hơn nữa. Bắt đầu cô mới kể. Thầy hỏi thì con mới nói 67 tuổi nay, chắc bảy mấy không biết còn sống hay chết nữa. Mười mấy năm rồi, lâu lắm rồi. Con có một đứa con trai mà con là giáo viên mà con dạy con không được. Tôi mới hỏi sao vậy? Nó lúc còn nhỏ nó rất dễ thương lắm thầy. Con làm cái gì nó cũng phụ với con hết. Học thì trong trường cũng rất là giỏi. Cho nên con hãnh diện, con có được một đứa con như vậy trong trường, con rất là hãnh diện. Nhưng mà mãi khi nó học xong lớn khôn rồi đó, nó đi theo chơi với bạn bè hư như thế nào bên ngoài con không biết. Thì con nghĩ nó là đứa con tin tưởng nhất, và không có một điều gì nghi ngờ về nó cả. Nhưng mà nó làm con quá là thất vọng. Trong một ngày đó, con kêu nó chở con đi công việc. Lúc trước thì nó hay hỏi con là mẹ có đi đâu không? Bữa nay mẹ có đi đâu không? Con chở mẹ đi. Nhưng mà bây giờ con kêu nó chở là nó nạt lại con. Nó nói bà có đi bà đi, tự chạy xe đạp bà đi đi. Hồi xưa quý vị biết giáo viên đi dạy toàn là đi xe đạp không, chứ đâu có xe gắn máy bây giờ đâu mà đi. Thì kêu nó chở nó như vậy, nó nạt nộ, cổ mới buồn.
tại sao nó thay đổi một cách đột ngột như vậy? Mà cô này có người chồng đi lính ngày xưa đã chết ngoài chiến trường, lúc mà cô mang bầu á, chú này đã mất rồi. Cho nên khi sanh nó ra nó cũng không biết nó là cha, nó là ai. Cho nên vì từ chỗ đó cổ vừa làm mẹ mà vừa làm cha. Đồ đạc đi về dục quăng đó mẹ giặt, rồi mẹ phải ủi đồ cho con. Nhưng mà nó đã quên đi những cái năm tháng mà mẹ đã lao nhọc khổ cực để lo cho con. Nó đã quên đi rồi. Bây giờ mẹ nhờ chở đi có công việc chút xíu thôi, mà nó kêu bà tự lấy xe đạp đi đi. Thì cổ nói con nó, bữa đó con rất là buồn. Con mới thui thủi, con mới không nói tiếng nào hết. Con mới trả lời nó thôi được rồi, để mẹ tự đạp xe mẹ đi. Thì cổ mới vừa đạp xe, dẫn chiếc xe đạp cọc cạch ra như vậy đó. Mình là giáo viên, giáo viên là cái nền tảng đạo đức đầu tiên nhất mà mình dạy con mình không được. Cô vừa chạy xe mà cô vừa khóc. Thì cái ngày đó quý vị biết là cô đi về, đi đám giỗ người gì, chạy xe vừa chạy xe vừa khóc. Khóc mà đến nhà đám đó con mắt đỏ chạch luôn. Ở nhà mới hỏi chứ có vụ gì vậy. Cô mới nói dốc. Cô mới nói không có, em chạy ngoài đường á, có con bù hống nó bay vô mắt, nó nhìn nó làm cay mắt của em. Quý vị thấy tình thương của mẹ dành cho con lớn lao vô cùng tận. Có bao giờ mà mẹ đi nói xấu con của mình không? Có bao giờ mà tới đó người ta hỏi cái nó, ờ bây giờ em kêu nó chở, nó không chở em đi đủ thứ chuyện? Không bao giờ. Mẹ lúc nào cũng luôn nói tốt, nói đẹp về con. Thì đến nhà đó đó, lúc ngồi ăn cơm trong bàn, thì cô nhìn bên cạnh kia là đứa cháu gái. Con của đứa cháu gái đó, nó mới gắp cái cục thịt bỏ qua chén cơm của mẹ nó. Nè, con gắp cho mẹ cục thịt này mẹ ăn đi. Tự nhiên cô nhìn thấy cô mũi lòng cô khóc nữa trên bàn ăn của người ta. Thưa thầy, tại sao đứa cháu nhỏ đó làm được việc đó, mà con của con nó lớn, nó có ăn học, nó ý thức, mà nó không làm được điều đó? Con chỉ kêu có chở con đi giùm một chút thôi, nó bỏ con tới đó rồi nó đi đâu cũng được, lát nó rước cũng được, mà nó không chở đi. Nó nói bà tự đạp xe đạp đi đi. Con rất là buồn. Thì quý vị biết, trong cái ngày đó là nó có hẹn bạn nó đi ăn nhậu gì đó không biết, đi tới chiều tối nó mới về. Thì cổ đi đám ở gia đình nhà đám đó là có cho thức ăn để đem về đó. Cổ mới đem về, cổ hâm lại đàng hoàng. Cổ mới bày ra một cái mâm, cổ đẩy đằng lại. Để làm chi? Để dành chiều về cho nó. Nhưng mà khi chiều nó về đến nhà rồi đó quý vị biết, vừa vô tới cửa, cổ thấy nó đi ngã qua ngã lại là cổ biết nó sai rồi. Cổ mới nói con đi tắm rửa đi, rồi mẹ có để thức ăn lại bên đám của dì đó, gửi về kìa, con ăn đi. Nó chửi, nó nói tôi không ăn gì hết á. Lại thêm một nỗi đau chất chồng lên nữa. Thì sau khi nó tắm rồi xong hết rồi ra, cổ vẫn kêu một lần nữa, con ăn miếng đi con ngủ. Đi ăn nhậu ngoài đó có ăn được cái gì đâu. Nó mắng thêm một cái nữa. Rồi cổ ngồi cổ khóc. Cổ khóc bên cái mâm cơm mà cổ đang để dành cho nó. Thì nó thấy khóc như vậy đó, nó mới lại, nó mới xô cổ xuống đất. Cổ té. Thì quý vị biết xô như vậy té xuống thì gãy tay. Gãy tay một bên, bên tay phải, thầy nhớ là bên tay phải. Cho nên cổ mới nói là thầy biết bây giờ cái tay phải của con là cái tay thuận, chạy xe là cầm thắng, bây giờ cái tay con nó yếu. Nhiều khi dạy học trò đó, cầm phấn viết lên bảng đó, một chút xíu là nó mỏi, bởi vì nó tì vết rồi. Nó xô cổ té xuống như vậy.
Cho nên mỗi lần mà con đọc kinh Vu Lan đó, đọc tới đoạn đó con thấy con xót lắm, con thấy con tủi lắm. Cho nên mỗi mùa Vu Lan về đó, bản thân của con trên ngực đã cài hoa trắng rồi, là con đã mất mẹ. Nhưng con của con đó còn được hạnh phúc cài hoa đỏ, là nó còn có mẹ. Nhưng tại sao lại nó không biết trân trọng những giây phút lúc con còn bên nó vậy hả thầy? Câu hỏi đó đó thầy cũng đơ người luôn, không biết trả lời như thế nào. Tôi chỉ biết an ủi với cổ thôi. Đó là một cô giáo viên mà suốt cả một cuộc đời không bước thêm một bước nào vì đứa con này mà lo cho đến khi cuối đời của nó. Bẵng nay mười mấy năm rồi, cũng không có gặp lại, lâu lắm rồi. Đó là cái thâm ân thứ 9 mà tình thương của cha mẹ dành cho con không bao giờ vơi cạn. Dù con có ngang tàn ngỗ nghịch đến giường nào, có đối đãi với mẹ ra sao, thì mẹ vẫn là người luôn luôn là chỗ tựa nương cho con. Một mai này mà mẹ có nhắm mắt về với cát bụi ngàn năm, thì con có muốn tìm lại, con có muốn gọi mẹ nữa cũng sẽ gọi không được, khi mẹ đã nằm ngủ sâu trong lòng đất lạnh với để lất đất cát lấp vùi. Cho nên chúng ta thấy ai còn mẹ là còn hạnh phúc lớn nhất giữa cuộc đời giông bão này. Dù gia đình của chúng ta khó khăn vất vả, nghèo túng thiếu, nhưng mà chúng ta còn có mẹ bên đời, để mỗi mùa Vu Lan về chúng ta đón nhận những hoa hồng đỏ thắm cài lên ngực của mình. Còn nếu ngược lại, để những mùa Vu Lan về chúng ta phải ngậm ngùi xót xa khi cài trên ngực của mình một hoa hồng trắng, trắng trong như đời của mẹ, trắng như là nỗi vất vả của mẹ, thì chúng ta lúc bây giờ chúng ta muốn gọi mẹ cũng không còn gọi được. Chúng ta muốn kêu hai tiếng mẹ ơi cũng không gọi được. Chúng tôi thiết nghĩ trong đạo tràng này, lắm lúc ít nhiều gì quý vị cũng có đã từng con cái của mình đã trả treo với mình như thế. Ít nhiều gì cũng sẽ có. Và đôi lúc chúng ta rất giận, rất buồn. Nhưng hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ với tất cả quý vị, thôi thì con của mình nó còn nhỏ dại, mình là những cung bậc yêu thương cha mẹ, thì chúng ta hãy trải lòng của mình nhiều hơn nữa, để cho con của mình có được cuộc sống vững vàng, tốt đẹp hơn. Đó là ân đức thứ 9 mà Đức Phật dạy đối đãi với cha mẹ. Cái ân đức thứ 10 là tình thương cha mẹ dành cho con không bao giờ vơi cạn. Hôm vừa rồi là phỏng vấn ca sĩ Thùy Trang đến với chủ đề Con muốn gọi mẹ. Mỗi một năm là một chủ đề khác nhau. Bởi vì quý vị biết ca sĩ Thùy Trang thì quê ở Chợ Gạo. Thì trong cái chương trình đó, chúng tôi có hỏi như thế này: những cái ký ức đẹp nhất mà lúc quý vị còn ở bên mẹ đó là những ký ức nào, quý vị hãy chia sẻ với tất cả đại chúng. Thì ca sĩ Thùy Trang trả lời: thưa thầy, hồi xưa đó con nhớ là lúc còn nhỏ, mẹ con dẫn con đi lên cái chùa này nè. Mà chùa này hồi xưa nghèo lắm, không có chỗ ngủ, ở lại đêm á, thì phải nằm lên
hai cái tấm phản. Tại vì chiều chùa có hai cái tấm đá bùn nó bằng phản lâu đời dữ lắm, nằm lên đó ngủ, cho nên là phải ngủ qua đêm lại. Rồi mỗi lần đi chùa về mẹ dẫn đi, mẹ dắt đi. Nhưng mà đến khi mà khi con lớn rồi, con mới thích cái con đường âm nhạc như vậy. Thì lúc bây giờ con đã xa mẹ rồi, con không có gần mẹ được nhiều nữa. Thì trước khi mẹ mất đó, mẹ hỏi con gái có về chưa. Thì quý vị biết Thùy Trang trả lời, sau khi mà con về vô tới cửa nhà thì con vừa bước vào tới cửa thôi, định lại nắm tay mẹ, nhưng mới vừa bước lại là mẹ đã trút hơi thở ra đi rồi. Mà cha mẹ con ngày xưa muốn con hát một cái đĩa VCD nào đó để lại cho cha mẹ nghe, mà con tiếc quá không làm, chưa làm được cái điều đó. Cho nên hôm nay con đã mất mẹ thật sự rồi. Quý vị thấy, một người đứng giữa ngưỡng cửa cuộc đời với đầy những cái thắng cảnh bên ngoài, nhưng mà lúc nào luôn luôn cũng giữ hiếu nghĩa vẹn toàn. Dù chúng ta có thành nhân chi mỹ, có đứng đến đỉnh cao như thế nào, mà cha mẹ chúng ta không còn, thì chúng ta cũng là người vô dụng mà thôi. Cha mẹ còn là con còn tất cả, cha mẹ đi rồi thì tất cả cùng đi. Cho nên chúng ta thấy những cái tình cảm thiêng liêng cao quý đó mà người mẹ dành cho con, đến phút hơi thở cuối cùng cũng luôn nhớ nghĩ về con của mình. Đây là tình cảm thật sự, không bao giờ có gì lấp đổi được. Khi con và mẹ đến với nhau, cho nên mỗi mùa Vu Lan về, chúng ta thấy có nhiều người rất là buồn, rất là sầu khổ. Bởi vì sao? Bởi vì con cái của mình nó ngang tàn ngỗ nghịch, mình nói không được, mình nói không nghe, cho nên mình thấy rất là buồn. Phương trời này con ngậm ngùi rơi lệ, đức cù lao muôn một trả chưa xong. Lá ngô lay ở bờ sông, bờ sông vẫn gió người không thấy về. Xin người hãy trở về lại quê, về lại một lần cuối và một lần về cuối thôi. Người về lại bến sông trôi, người về lại đã một thời tóc xanh. Lệ xin giọt cuối để dành, vương trên mộ mẹ nương hình bóng cha. Có lẽ mẹ đã đi rồi thì chúng ta sẽ không còn nữa, và mãi mãi chúng ta sẽ không còn cơ hội để được bên mẹ, và mãi mãi chúng ta sẽ xa mẹ nghìn trùng cách biệt. Khi chúng ta đi đâu xa về, chúng ta muốn gọi mẹ cũng không còn gọi được nữa. Chúng ta chỉ còn nhìn lên bàn thờ với di ảnh và những làn khói bay ngang qua, gợi đến những ký ức lúc chúng ta còn bên mẹ mà thôi. Và quý vị, chúng ta nên nhớ rằng Đức Phật của chúng ta sở dĩ được thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì Ngài đã làm tròn được bổn phận hiếu hạnh của mình, vì Ngài đã làm được tròn cái đại nguyện của mình. Cho nên tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Chính vì thế Đức Phật là Phật đã thành,
chúng sanh là Phật sẽ thành. Chúng ta tu tập con đường của Phật đi, chúng ta đang hành con đường của Phật đi, thì chúng ta làm những gì đúng theo tinh thần của nhà Phật, và chúng ta hành những gì mà Đức Phật đã hành, chúng ta sẽ được thành tựu quả vị như Đức Phật trong tương lai. Chúc rằng cho tất cả đại chúng Phật tử có được một mùa Vu Lan ấm áp bên tình yêu thương của cha mẹ đang hiện hữu. Và Thầy cũng xin chia sẻ cho tất cả những ai đã mất đi cha mẹ không còn nữa, sẽ ngậm ngùi cài cho mình một đóa hồng trắng. Và chúng ta tưởng niệm về mẹ bằng cách thành kính và tri ân về người, để rồi mai này chúng ta không hối tiếc là chúng ta đã mất đi cha và mẹ của mình, và chúng ta cảm thấy hạnh phúc, giá trị. Chúng ta làm được những gì mà thiên nhiên đã ban tặng cho mình, dành cho cha và cho mẹ của chúng ta. Vâng, chúc cho tất cả đại chúng có được một mùa Vu Lan ấm áp bên tình cảm của mẹ cha. Cầu cho tất cả quý vị được hạnh phúc, bình yên. Trân trọng kính chào. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.